tại sao phải mua Camry 2.0 tiêu chuẩn khi với số chi phí đó anh chị đã có thể sửa một chiếc K5 phiên bản City Line cao cấp và còn dư ra 150 củ? Hôm trước thì Tâm có lên một chiếc Kia đời 2022 phiên bản City Line cao cấp thì có nhiều anh chị nói gì? Tiền đấy mà ngu mà mua Kia. Và có một anh chị nói là Kia thì không thể nào so sánh với Camry được. Thì hôm nay anh chị đi cùng Tâm nha. Để làm rõ cho những vấn đề mà anh chị nói thì hôm nay Tâm có một chiếc Camry đời 2019 cho anh chị trải nghiệm tại sao Camry lại đáng giá hơn một chiếc Kia K5. Xin giới thiệu các anh chị, đây là chiếc Camry đời 2019 phiên bản 2.5W được nhập khẩu tại Thái Lan các anh chị. Nói về Camry thì anh chị phải nói là về mức độ giữ giá, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu các anh chị. Một chiếc xe đẳng cấp chủ tịch nha. Xe trang bị cho mình là cảm biến quanh xe các anh chị, đèn bi nè, có đèn led ban ngày đầy đủ luôn. Xe này thì chỉ mới đi được khoảng 39.000 km thôi. Tâm kiểm tra dàn lốp còn zin theo xe các anh chị. Vỏ rít Tâm nha, mâm đúc nè, rất là đẹp các anh chị. Ở bản này là bản full cao cấp rồi. Xe đã trang bị cho mình là cảnh báo điểm mù nè. Sơn zin còn khá là nhiều các anh chị. Quanh xe dán phim, đồ tay nắm cửa, mạ chrome đầy đủ nha. Cho anh chị xem qua phần nội thất của hàng ghế phụ nè. Nội thất các anh chị, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện đầy đủ nha. Ba dàn lạnh luôn, có cửa sổ trời nẹp bước chân trong ngoài các anh chị. Nói chung là chủ chiếc xe này đi giữ cực kỳ kỹ các anh chị. 2019 mà đi tới 2023 mới 39.000 km là anh chị biết rồi. Đó, anh chị thấy không, màn hình rồi dàn lạnh, rồi phanh tay điện tử, rồi các cái nội thất may da rất là đẹp các anh chị. Đây, viền chỉ này, anh chị thấy không, rất là xịn sò nha. Chiếc này Camry thì thuộc phân khúc D các anh chị. Phía sau xe này, bản 2.5W nha. Trang bị cho mình là camera lùi và cảm biến lùi đầy đủ luôn. Gầm bệ thì còn rất là sáng và đẹp các anh chị, không có bị rỉ sét nha. Đó, trang bị cho mình là hai ống xả luôn, rất là xịn sò. Phân khúc D thì phần cốp phải nói là cực kỳ rộng rãi và cực kỳ mê các anh chị. Phần nỉ còn mới nè, anh chị bỏ đồ vô tư nha. Đây, bộ dụng cụ xịt sữa, con đội tay quay đầy đủ các anh chị. Dòng này thì cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, với mức tiêu hao nhiên liệu là khoảng 5 đến 7 lít trên 100 km cho động cơ 2.5 các anh chị. Anh chị thấy không, rất là tiết kiệm nha. Có nhiều anh bình luận nói đọc không có xe mà nào mà động cơ 2.5 mà tiêu hao mức nhiên liệu khoảng 7 lít đâu, toàn là nói xạo. Thì Tâm có cho anh chị xem rồi. Đây, khoang ghế chủ tịch ở đây các anh chị, rất là rộng rãi luôn. Một dàn lạnh riêng phía sau các anh chị, có điều chỉnh ghế nha, rồi điều chỉnh âm lượng nè. Đó, có kéo rèm tự động luôn các anh chị, rất là xịn sò luôn nha. Rồi, bệ tì tay, cốc để ly nè, dàn lạnh riêng các anh chị, có cửa sổ trời luôn. Và ngồi sau mình có thể chỉnh ghế đằng trước các anh chị. Đó, chỉnh ghế đằng trước nè cho rộng rãi các anh chị. Khoang ngồi sau rất là rộng rãi nha. Chiếc này thì bên Tâm có cam kết đầy đủ cho anh chị rồi, anh chị cứ mang vào chết hãng thoải mái thôi. Cho anh chị tham quan bằng quan lái nè. Đây, một trời option các anh chị. Ghế lái chỉnh điện nha, có nhớ ghế hai vị trí này, gương gập điện các anh chị, cửa kính auto nha. Cân bằng điện tử nè, auto hold nè. Odo chuẩn 39.888 km nè. Bảo dưỡng hãng tiếp theo là khoảng là 43-44.000 các anh chị. Đàm thoại rảnh tay và ga tự động cruise control đều được trang bị đầy đủ trên xe nha. Đó, 6 túi khí an toàn các anh chị. Màn hình zin theo xe có kết nối Apple CarPlay và Android Auto nè. Màn hình JBL các anh chị, loa là JBL hết nha. Rồi, phanh tay điện tử nè, ba chế độ lái nè, auto hold nè. Cửa sổ trời các anh chị. Rất là xịn sò nha. Đó. Rồi, tham quan giúp Tâm một cái phần quan trọng nhất, đó là cái máy móc các anh chị. Xe thì có cam kết và cũng có bảo hành cho anh chị 6 tháng hoặc 5.000 km. Khi mua xe vẫn khuyến khích anh chị đưa vào bên thứ ba để mình kiểm tra cho nó rõ ràng nha. Đây, máy móc anh chị, có ti ben trợ lực rất là nhẹ nhàng luôn. Ốc ác keo chỉ là nguyên bản nguyên zin hết nha. Những chiếc xe này là cực kỳ bền và giữ giá luôn anh chị. Đó, chị xem nè, ốc máy nè. Động cơ 2.5W mà rất là nổ, rất là êm anh chị. Máy xăng nha. Rồi, với cái tầm mà hồi bữa Tâm nói anh chị mua Kia thì anh chị nào thích Camry thì qua đây sở hữu dùm Tâm chiếc này nha. Giá cả cực kỳ phải chăng luôn, có hỗ trợ góp luôn. Anh chị chỉ cần chuẩn bị đâu đó khoảng 250-300 thôi là mình có thể sở hữu xe. Rồi, xin cảm ơn các anh chị.